Thằng Bơm kìa, leo leo leo. Ngày xưa Bơm có quạt mo, giờ đây Bơm có Dakiyo Bơm dụng. Thằng Bơm với con ơi, ai ơi nghe chuyện thằng Bơm. Thằng Bơm có Dakiyo, vua ông xin đổi đô la hột xoàng. Bơm rằng Bơm đây chẳng màng, Dakiyo Bơm có cần gì nữa đâu. Máy làm mát cao cấp Dakiyo với công nghệ làm mát tích hợp khả năng kháng khuẩn, lọc sạch không khí, không gây khô da, không phun sương, không làm hư hỏng thiết bị điện tử, phù hợp với không gian mở, tiết kiệm điện năng tối đa. Máy làm mát cao cấp Dakiyo, không khí trong lành, tô xanh cuộc sống.